xinh đẹp nha. Để có một chiếc túi xinh xắn như ở đầu video thì mình đã dùng 3 cuộn sợi cắt tông tái chế ở sợi là 2.5, 1,5 cuộn màu xanh và 1 cuộn màu be sữa ha. Ở đây thì mình sẽ dùng kim móc 2.5mm. Bạn có thể chuẩn bị thêm các cái phụ kiện như là nút gỗ, vải canvas để may lót túi và một cái dây kéo khoảng 25cm nữa nhé. Quy trình móc chiếc túi thì bắt đầu từ phần đáy túi lên phần thân, phần miệng, phần quai. Chúng ta đính nút, đính các cái dây cài và cắt may phần lót túi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ha. Đầu tiên các bạn hãy tạo chuỗi 44 bính. Cần thắt khúc sợi như thế này rồi kéo cho bám sát vào kim là được. Móc sợi nguồn kéo qua cái mũi trên kim này là chúng ta đã được cái bính đầu tiên. Như đây là một bính nè. Với 44 bính thì chiếc túi của chúng ta sẽ rộng khoảng 26 hay 27cm gì đó. Các bạn có thể tăng giảm kích thước tùy ý bằng cách là lấy số mũi của mỗi ô caro nhân cho số ô và trừ bớt đi 1. Ở đây thì mỗi một ô caro của mình nó sẽ rộng 9 mũi. 44 mũi thì mình sẽ làm được 5 ô. Chuỗi bính này là chuỗi khởi tạo cho phần đáy túi. Mình sẽ ghim ở đây, đánh dấu đây là bính thứ 44. Bắt đầu từ đây lên hàng số 1 phần đáy túi bằng mũi kép ha. Bạn cần kéo thêm 3 bính nữa để thay thế cho cái mũi kép đầu tiên. Mũi kép kế tiếp sẽ ghim kim xuống chân mũi số 44 này đây. Với mũi kép thì các bạn sẽ thực hiện bằng cách là ngoặt sợi nguồn một lần, rồi ghim kim xuống chân mũi. Sau đó móc sợi chui qua chân mũi này. Lúc này thì trên kim của mình đang có 3 sợi. Bạn sẽ móc sợi nguồn một lần nữa, kéo qua 2 sợi bên ngoài. Tới đây thì trên kim sẽ còn lại là 2 sợi. Bạn sẽ móc sợi nguồn lần nữa và kéo qua 2 mũi này. Như vậy là chúng ta đã được một mũi kép rồi. Các bạn thực hiện lại cái mũi này ha. Từ đây tới cuối hàng thì cứ mỗi một mũi bính các bạn sẽ thực hiện một mũi kép. Như vậy thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 45 mũi, trong đó 44 mũi kép và một mũi được thay thế bằng 3 bính ở đầu hàng rồi. Khi làm phần đáy túi thì mình thường sẽ áp dụng một cái tip bé bé, đó là chỉ cần ghim kim qua một tép của bính thôi, để lát nữa khi mà mình lên phần thân á, mình sẽ ghim kim qua 2 cái tép còn lại của chân mũi cho nó dễ. Các bạn thử làm như vậy xem sao ha. Khi đi tới cuối hàng thì chúng ta sẽ đếm lại xem là có đủ cái số lượng mũi hay chưa để mình lên tiếp hàng số 2. Khi mà mình móc một cái túi á, nếu chỉ sai một cái mũi thôi là nó đi một dặm trường luôn đó. Cái túi của chúng ta nó sẽ bị dư chỗ này thiếu chỗ kia và nó sẽ không có được đều đẹp nữa. Rồi tới đây các bạn móc thêm 3 bính nữa để lên hàng số 2. Xoay cái sản phẩm của mình lại và đi tiếp. 3 bính này đã thay thế cho mũi kép đầu tiên rồi nên là mũi kế tiếp các bạn sẽ đi mũi kép từ chân mũi thứ 2 trở đi. Bắt đầu từ mũi số 2, các bạn ghim kim qua 2 tép của chân mũi như thế này. Độ rộng của phần đáy túi nó sẽ phụ thuộc vào cái số lượng hàng mũi kép này đó. Nên là chúng ta đi khoảng 4 hàng mũi kép như thế này, nó sẽ được cái bề rộng là khoảng 4-5cm ha. Các bạn cứ tiếp tục đi đi, mình sẽ chờ các bạn ở cuối cái hàng số 2 ha. Khi tới cuối cùng của hàng số 2, các bạn sẽ ghim kim vào cái bính thứ 3 của chuỗi bính dọc hàng dưới. Cái chuỗi bính mà đã thay thế cho mũi kép đầu tiên á, mình sẽ ghim kim qua cả 2 tép của mũi bính này ha.
hoặc sợi lên nguồn trước khi ghim kim xuống để chúng ta có mũi kép chứ ta. Rồi, như vậy là ta đã có hai hàng mũi kép như thế này. Với cái thao tác tương tự như vậy, các bạn cứ thực hiện để mình có bốn hàng phần đáy. Mình sẽ gặp lại các bạn ở phần kế tiếp là lên phần thân túi ha. Chào các bạn đã quay trở lại. Phần kế tiếp chúng ta cùng lên thân túi nào. Ở mũi cuối cùng của hàng thứ tư, phần đáy, các bạn đi mũi kép cho đến khi trên kim còn lại hai sợi thì mình sẽ đưa cái sợi đổi màu vào. Với cái sợi màu xanh đổi màu này, mình sẽ buộc xoắn thành một nửa bính như thế này, rồi móc vào kim và kéo chui qua hai sợi be đang có ở trên kim đây, kéo cho tới cái nút thắt thôi là mình dừng lại. Từ đây mình móc lên 3 bính để chuyển lên hàng 1 phần thân, đồng thời là đổi được cái màu sợi ha. Mình đánh dấu một mặt là mặt trong của túi. Như vậy thì mặt phía ngoài của túi lương luôn hướng về phía chúng ta, để cho mình dễ kiểm soát cái bề mặt của mũi móc luôn đều sợi và thẳng tắp trong cái quá trình mà mình làm sản phẩm. Sau đó mình xoay cái sản phẩm lại và tiếp tục đi mũi kép. Cái phần sợi thừa của sợi màu xanh á và cái sợi màu be, lúc này thì các bạn sẽ ôm nó ở sát cái chân mũi và khéo léo giấu nó trong cái quá trình mà chúng ta móc. Cái sợi màu be kẹp ở chân mũi đây mình tạm gọi nó là sợi phụ, và sợi nào đang ở trên kim thì mình sẽ gọi nó là sợi chính. Chúng ta tiếp tục đi thêm 8 mũi kép màu xanh vào đây nữa để có 9 mũi đầu tiên của Ocaro màu xanh ha. Cũng với cái kỹ thuật đổi màu tương tự như thế này thì ở mũi thứ 9 các bạn móc đến khi còn hai sợi cuối cùng trên kim, chúng ta sẽ đổi sợi màu xanh thành sợi màu be. Lúc này thì mình sẽ kéo nhẹ cái sợi phụ màu be, kéo nhẹ nó một cái ha, rồi mới đưa lên kim và đi tiếp các cái mũi kép tiếp theo. Sợi màu xanh thì nó sẽ đổi thành sợi phụ và bây giờ mình kẹp nó ở chân mũi. Cái việc mà mình kéo nhẹ cái sợi phụ trước khi đưa nó lên làm sợi móc chính á sẽ làm cho các cái mũi kép trước đó nó đứng sát vào nhau và không có bị rời rạc lỗ chỗ. Kéo nhẹ một cái lực vừa phải thôi để cho cái bề mặt sản phẩm đều đặn, không bị hở hay là nó bị thô ha. Với kỹ thuật tương tự như thế này thì các bạn sẽ móc thêm 3 cụm màu xen kẽ nữa để tạo thành 5 ô caro ở mặt trước của túi. Khi bạn đã đi hết 45 mũi follow theo cái cạnh dài của đáy túi rồi á thì chúng ta sẽ đổi màu sợi và sang tiếp cái chân mũi ở trên cái cạnh ngắn. Mũi đầu tiên trên cạnh ngắn thì mình sẽ ghim cùng chân mũi với cái mũi màu xanh lúc nãy luôn.
Với cạnh này thì bạn sẽ không có cái chân mũi hai tép để ghim kim như lúc nãy nữa, mà nó chỉ có cái mũi kép nằm ngang như thế này thôi. Do đó là để xác định cái số lượng mũi cần thiết á, các bạn sẽ lấy số hàng phần đáy túi nhân cho 3 là được. Ở đây mình sẽ móc thêm 12 mũi. Trong trường hợp mà bạn đã tăng hay là giảm kích thước của phần đáy túi thì hãy lưu ý một chút xíu nha. Dàn đều ra thì mỗi cái mũi kép nằm ngang ở mặt đáy á, nó sẽ tương ứng với 3 kép đứng ở phần thân. Mũi đầu tiên mình đã ghim kim cùng chân mũi màu xanh rồi, nên các mũi tiếp theo á, các bạn cố gắng tìm cái vị trí ghim kim sao cho cái mũi đó nó ôm vào cái phần mũi kép nằm ngang là được, nó ôm trọn vẹn ha. Các bạn cứ móc hết 12 mũi vào cái cạnh ngắn này thì tự nhiên sẽ thấy hàng số 1 của phần thân nó được bẻ vuông góc lên. Khi xong 12 mũi màu be ở cạnh ngắn thì chúng ta sẽ đổi sợi để tiếp tục đi các cái ô caro tiếp theo cho cạnh dài. Nhớ là cái mũi đầu tiên của cạnh dài á, nó sẽ ghim cùng chân mũi với cái mũi cuối cùng của cạnh ngắn vừa rồi. Tương tự như vậy thì ở bốn góc đáy túi mình đều làm như vậy cả ha, bởi vì đó là hai cái mũi nó giao nhau ở phần góc á. Sau khi xong cạnh dài này, mình đi tiếp 12 mũi màu be cho cạnh ngắn thì sẽ gặp lại cái mũi kép đầu tiên của hàng số 1. Đây là mũi cuối cùng của hàng 1 rồi nè. Khi mà trên kim còn 2 sợi á, các bạn sẽ lấy cái sợi phụ để đổi màu, kéo nhẹ nó một cái trước khi đổi nha. Tại ba cái bính dọc đầu tiên mà chúng ta đã đi thay cho mũi kép á, các bạn ghim kim vào cái mũi bính thứ 3 và trượt vào đây một mũi để đóng hàng 1 và lên hàng số 2. Khi lên hàng số 2 thì các bạn móc tiếp 3 bính, sau đó móc các cái mũi kép tương tự như hàng 1 và thứ tự của các cái sợi chính phụ đổi màu giống y hệt như vậy. Nhớ là sợi phụ vẫn kẹp vào chân mũi để mình có cái mình đổi màu ha các bạn ha. Trước khi đi hàng số 2 thì các bạn nên đếm lại tổng số mũi ở hàng số 1 để cho mình chắc chắn. Đúng theo cái thước mình đề xuất thì cái số lượng tổng của nó phải là 114 mũi, trong đó có 54 mũi màu xanh và 60 mũi màu be là đúng ha. Với cái trình tự tương tự như thế này, các bạn hãy móc thêm 2 hàng nữa để tạo thành một dòng caro hoàn chỉnh. Như vậy là mỗi một ô caro của chúng ta nó sẽ có 9 mũi và 4 hàng mũi kép. Riêng hai ô ở cạnh hông túi thì nó sẽ có là 4 hàng và 12 mũi kép ha. Bắt đầu lên cái dòng caro tiếp theo á, các bạn không cần đổi cái sợi màu nữa vì cái ô tiếp theo của dòng caro này nó có cùng cái màu be. Mà
cũng trượt mũi vào đây để đóng hàng và lên ba bánh như thông thường thôi. Chỉ cần lưu ý một xíu 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 là nhớ mang theo cái sợi phụ màu xanh kèm ở chân mũi để lát nữa mình có cái sợi mà đổi màu ha. Nhìn chung thì cái túi này nó khá là đơn giản đó, phù hợp với các bạn ngay cả khi mà các bạn mới vừa biết tới cái môn móc len này luôn. Nên là các bạn đừng lo, nó sẽ ra được thành phẩm thôi. Chủ yếu là các bạn hãy cẩn thận với cái số lượng mũi ở mỗi ô caro, mỗi dòng để cái mặt túi của mình nó được đẹp. Mình chọn sợi simly cotton tông vì đây là sợi tái chế. Và tính chất của nó thì nó cũng mềm đó, nhưng mà nó sẽ đứng cái form. Nó lên túi thì nó sẽ giữ cho cái túi của mình nó đứng form hơn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể lựa chọn cái sợi dệt polyester để cái giáp túi của mình nó mềm mại hơn. Tuy nhiên với cái sợi polyester mình thấy hiện nay người ta để cái kích thước là 2-2.5mm á, nhưng mà vì cái tính chất của sợi nó mềm hơn nhiều so với lại sợi custom tái chế, nên là mình recommend là các bạn chỉ nên dùng kim 2-2mm thay vì là 2.5mm như là sợi custom này ha. Mình chuyển cảnh một xíu nha. Hôm nay đi cà phê với anh bạn thân cũng tranh thủ móc len. Hai đứa vừa làm vừa nói chuyện nên là tiện mình đã quay luôn cái quá trình làm ở đây. Mình ngồi cà phê hết 3 tiếng đồng hồ là xong được cái phần thân túi với 5 dòng caro như thế này luôn nè. Và sau khi xong 5 dòng caro này, mình sẽ lên 3 bính màu be để đi phần miệng túi. Vì mình nghĩ là cái phần quai á, mình sẽ làm màu xanh để trong cái quá trình mà mình sử dụng thì nó không bị nhanh bẩn quá. Vậy nên là phần miệng túi mình sẽ đi một hàng mũi kép màu be và một hàng màu xanh để khi mà chuyển tiếp lên phần quai thì cái mặt túi của mình nó đa dạng hơn. Hoặc là tùy vào sở thích ý thích của các bạn thôi. Các bạn có thể sáng tạo thêm để ví dụ như mình đi xen kẽ một số dòng mũi đơn đồng màu hay là xen kẽ các cái màu với nhau để tạo một cái điểm nhấn. Hoặc là mình cũng có thể đơn giản là kết thúc ở cái dòng caro luôn cũng được. Nói chung là mình cứ thỏa thích sáng tạo ha. Cái túi này á, mình làm cho nhỏ em đi học quân sự mà em cũng thích màu xanh nên là mình đã chọn phối hai màu này với nhau. Và phải chạy KPI trước lễ ngày 2 tháng 9 này nên là mình đã móc vào tất cả các cái thời gian rảnh. Cảnh quay nó thay đổi liên tục do là mình rảnh lúc nào mình quay lúc đó. Lễ này nó là một cái dịp hiếm hoi trong năm để cho những cái người con xa quê như mình có thể cổ hết những cái món đồ mà mình đã để dành từ cái kỳ nghỉ trước tới giờ để mang về cho người thân á. Nên là mình hơi gấp gáp một chút. Nhân dịp lễ này thì mình cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn có một kỳ nghỉ thật vui vẻ, ấm áp cùng gia đình nhé. Tới đây thì mình đã xong cái hàng màu xanh của phần miệng túi rồi nè. Các bạn cũng đi một mũi trượt vào đây, tức là dời một mũi vào đây để đóng hàng. Sau đó quay vào mặt bên trong, thực hiện thêm một số mũi dời để đưa cái mũi kết thúc nó nằm sâu ở bên dưới. Như vậy nó sẽ không có bị lộ cái mấu chốt mũi ở trên miệng túi. Mình cắt sợi dây và kết thúc ở đây. Chúng ta sẽ lên phần quai. Trước hết thì mình sẽ xác định cái vị trí sẽ đi phần quai túi. Phần quai này nó sẽ rộng bằng 8 mũi kép. Tại cái ô caro ở mặt hông thì chúng ta có 12 mũi, nên là các bạn sẽ đi từ mũi số 3 đến mũi số 10 là đủ rồi. Mình sẽ đánh dấu hai vị trí này để đi số mũi vừa đủ thôi.
mình dùng tiếp sợi màu xanh để lên phần quai. Sợi này thì mình sẽ thắt nửa bính để móc tiếp vào chân mũi. Lấy cái kim á, mình ướm vào và kéo sao cho cái kích thước nó vừa ôm vào kim là được. Từ vị trí cái ghim màu hồng này nè, mình ghim kim xuống đây, kéo cái sợi mới vừa thắt qua cái chân mũi và kéo vừa thôi ha, vừa tới cái phần nút thắt là ngưng. Sau đó mình sẽ đưa lên 3 bính để tiếp tục đi các mũi kép. Xoay cái sản phẩm lại và lên hàng kế tiếp. Cứ như vậy mình sẽ thực hiện khoảng 65 hàng như thế. Và khi mà đạt tới cái độ dài mình mong muốn á, mình sẽ làm tiếp cái phần lỗ ở trên quai để mà mình có thể cài cúc vào ha. Ở hàng 66 và 67 mình sẽ dùng để tạo cái lỗ gắn nút. Mình cần 2 hàng để xỏ vừa cái chiếc cúc 2cm của mình. Tại hàng 66 thì lên 3 bính, xoay lại và thêm 3 mũi kép như bình thường. Sau 3 mũi kép này mình sẽ móc 7 mũi bính. Ghim kim xuống chân mũi thứ 5 ở hàng dưới và móc vào đây một mũi đơn để đi tiếp, để nối tiếp cái sợi này vào chân mũi của cái hàng đang đi. Sau đó mình sẽ quay ngược cái kim lên lại nè, ghim kim vào một sợi bính và trượt một phát vào đây để mà mình có thể dời cái vị trí sợi dây lên cao ngang bằng với cái mũi kép, và từ đó thì đi tiếp tục 3 mũi kép như bình thường cho hết cái hàng này. Ở hàng 67 thì mình sẽ tiếp tục lên 3 bính và xoay mặt quai lại nè. Tiếp theo thì mình đi 2 mũi kép vào 2 chân mũi đang trống ở đây. Đến khi nào mà gặp cái sợi bính á, thì sẽ trượt vào đây 2 mũi. Rồi sau khi trượt 2 mũi sẽ tiếp tục đi thêm 3 mũi kép nữa là đủ.
vậy là mình vừa có một cái lỗ để mà cài cúc vào, và nếu như mà không cài thì mình cũng không có sợ bị cái lỗ nó bị lộ ha. Từ đây trở lên mình sẽ đi tiếp theo thứ tự là bốn hàng kép bình thường, sau đó hai hàng tạo lỗ. Vậy thì tổng cộng chúng ta có 6 hàng đúng không? Mình lặp lại 6 hàng như vậy 3 lần nữa thì mình sẽ có 4 cái lỗ để cài cúc. Tha hồ mình thay đổi kích thước của phần quai, thay đổi cái kiểu là đeo chéo hay là kiểu nách ha. Cuối cùng khi đã đạt được tới cái độ dài thích hợp thì mình sẽ kết sợi và may luồn cái sợi thừa thật khéo vào như thế này. Như vậy là mình đã có cái phần quai. Mình quay lại cái phần gắn nút ha. Các bạn sẽ gắn nút ở 3 vị trí mà mình đã chú thích ở trên màn hình đây. Khoảng cách giữa hai cái nút đó sẽ cách nhau khoảng 6 vòng. Mình dùng sợi cỡ 1mm để may đính nút vào túi cho chắc chắn. Cái nút này thì nó to khoảng 2cm đó. Nếu mà bạn mua loại khác thì có thể tham khảo cái kích thước này của mình. Chiếc cúc vào như thế này là mình đã có thể thay đổi cái kích thước của quai túi rồi ha. Tới phần cài miệng túi thì các bạn móc giúp mình một chuỗi bính 30 bính. Sau đó buộc hai đầu bính này lại, rồi cố định nó vào một mặt túi. Ở mặt đối diện thì các bạn đính một cái nút nữa là xong. Tới đây thì chiếc túi của chúng ta đã khá là xinh xắn rồi. Nhưng mà nếu các bạn cẩn thận hơn và cần một cái ngăn kéo có cái khóa kéo an toàn á, thì hãy tham khảo cái cách mà mình may phần lót nhé. Mình sẽ cắt vải thành 4 hình chữ nhật với kích thước lần lượt là 2 miếng 30x27cm, 1 miếng 30x6cm, 1 miếng 30x20cm và thêm một cái khóa kéo 25cm nữa. Đầu tiên thì mình sẽ may cái mảnh 6cm với một bên của khóa kéo. Bên còn lại của khóa thì sẽ ráp với lại miếng 30x20cm. Sau đó mình sẽ ráp cái mảnh mà đã gắn khóa kéo này với một mảnh 30x27. Cuối cùng là đắp miếng này lên miếng còn lại, sao cho cái miếng khóa kéo được kẹp ở chính giữa. Rồi mình sẽ may ba cạnh của cái mảnh này lại ha. Như vậy là các bạn đã có một cái ruột túi với một cái ngăn kéo nhỏ rồi. Lưu ý là mỗi một lần mà mình may á, mình đều gập cái mép hai lần để mà giấu cái mép vải vào bên trong và cái sợi vải nó sẽ không có bị tưa. Bạn nào có cái máy vắt sổ thì vắt máy vắt sổ cũng được. Cuối cùng mình luồn cái phần ruột túi này vào bên trong của túi. Mặt trái của túi sẽ tiếp xúc với mặt trái của ruột. Và mình gập cái mép của cái ruột xuống như thế này khoảng 1.5cm và may cố định nó lại.
Bề rộng của túi thì khoảng 26 cm, còn bề rộng của phần lót thì khoảng 28 cm. 2 cm mà bị thừa ra đó nó sẽ trừ hao trong cái quá trình mà mình may á, cái phần lót túi nó sẽ hơi nhăn lại một chút xíu để trừ hao đó. Rất là phù hợp cho những cái item mà các bạn ăn mặc trẻ trung năng động một chút, vừa đi học vừa đi chơi được. Chúc các bạn thành công và sáng tạo thêm nhiều cái kiểu phối màu khác nữa nhé. Nhớ chia sẻ thêm cho chúng mình khi mà các bạn đã hoàn thành sản phẩm. Đừng quên nhấn nút subscribe, chiếc chuông nhỏ để mình được gặp các bạn sớm hơn trong các cái video lần sau nhé. Bye bye.